Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với tiếng Vương. Tôi sẽ mở một đồ tôi mua cho quý vị, đó là cái khay đựng đồ đa năng hộc để đồ ô tô xe hơi. Một cái này số lượng 1, hai sạc điện thoại trên xe hơi, tổng cộng cả hai cái là sim nữa là 90.000. Chúng ta tôi sẽ mở này, cắt ra. Cái này kẹp bóp vào, kẹp vào cái khe gió ấy. Còn cái này thì tôi chưa tưởng tượng là như thế nào. À, nó kéo xuống này, nặng mà kéo xuống nó sẽ kéo vào. Đó, một cái này. Đó, món thứ hai các bạn, cái này tôi sẽ chèn cái ảnh vào đây các bạn. Là nó cái kẹp vào cái khe ghế. Bạn để thêm cái đồ. Xem tôi mua là bên trái bên phải, bên phải nhá, bên phải tức là để sang đây này. Rồi video mình xin tạm dừng đây. Bạn mua hai sản phẩm này các bạn bấm cái link mô tả video bên dưới nhá. Chào bạn.